Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm gọi là bên này gọi là Auto Bazaar, địa điểm bán ô tô siêu rẻ ở tại Cộng hòa Séc. Và đặc biệt là ở châu Âu thì có rất nhiều điểm, nhưng mà Cộng hòa Séc này cũng không phải là vừa, cũng có rất nhiều các cái hãng xe như AA rồi Esa. Auto Esa này là một cái hãng mà mình ngày xưa đã mua ô tô ở đây, mà cách đây khoảng 5 năm mình mua ô tô thì bây giờ đến người ta nhận ra đấy. Mình thì không hiểu ai là ai nữa mà người ta nhận ra mình. Cái địa điểm này cách chỗ làm của mình không có xa, thế là tiện trên đường về là mình ghé vào xem, lâu lâu vào xem dạo đợt này có nhiều ô tô rẻ lắm. Bởi vì do cái dịch bệnh này buôn bán không được nên là nó cũng hạ giá rất chi nhiều, một cách dã man luôn. Có những con xe thậm chí chỉ có 14 triệu, tương đương 14 triệu Việt Nam này, bên này 14.000 cu, tương đương 14 triệu, nó quá rẻ phải không? Ở Việt Nam thì ở 14 triệu thì mua chỉ mua con xe máy, thậm chí con xe máy không mua được ấy. Đấy, mua xe máy tàu, mua xe đạp thậm chí nó đã đắt rồi. Rõ ràng là ở Việt Nam mình đời sống là nó còn thấp, nhưng mà lại cái giá trị để mua vào các vật dùng hàng ngày nó đắt đỏ. Mình nghĩ bên này là nó rẻ và hợp với túi tiền của tất cả mọi người, đặc biệt những người lao động bình thường không có cái thu nhập không cao, để kiếm một con xe đi lại cho tiền thì cũng nên mua một con. Con của mình mua đây 5 năm rồi nhưng mà vẫn chạy tốt á, êm ru, thỉnh thoảng có sửa một vài chút nhưng mà không đáng kể. Còn lúc nãy mình cho các bạn xem ấy, có nhiều con rất hay, đời 2010, 2002, 2005, con đó cũng được. Giá thành thì rẻ, từ con 25 đến 35, 35 con 35.000 là con mua được. Và con màu vàng vàng cầm màu cam lúc mà mình quay đó là con đó là rất đẹp, nhưng chỉ có một kính mình vỡ mất rồi. Chứ con này khả năng bị tai nạn, nó bị tai nạn nó sượt một bên và cái mặt kính phía bên trước góc bên tay trái nó bị nứt đi. Thì để mà thay kính nhá, thì cũng phải mất một khoản tiền nữa, từ 5 đến 7.000, 5 đến 7.000 cơ đó, thì cũng phải thôi chi phí tốn kém lắm. Nên con đó mua thì cũng được, nếu có tiền là mua con đó để thay cái kính là ok. Nếu không có tiền thì mua mấy con Skoda hay là con Pau nó rẻ, có con 30.000 nhưng mà tôi nhìn thấy cũng đẹp. Thì hôm nay mình đi quay rất nhiều để cho các bạn xem, bởi vì hôm nay về sớm cho các bạn xem, nhưng mà do trời mưa thì chỉ quay được một tí như vậy. Để vào đây tâm sự với các bạn một chút, để bảo rằng là cuộc sống mưu sinh ở bên này á, thì có rất nhiều điều cần phải nói. Ví dụ như trong cái giai đoạn này dịch Covid đang có nhiều nhiều bạn thất nghiệp ấy, thực sự là công việc cũng có. Một số công ty chủ yếu là công ty về thực phẩm như công ty mình á, thì cũng may ra nó có công việc làm, bởi vì đồ ăn đồ uống người ta không cấm mà chỉ hạn chế thôi. Và công ty mình cũng đã có một số thay đổi như là cho nhân viên nghỉ bù trừ, rồi là cắt giảm giờ làm của mọi người, thì mục đích là để hỗ trợ cho công ty thôi. Điều đó không nói gì cả, nhưng mà một số nơi, một số công ty khác thì là hầu như không có việc làm, mọi người đều thất nghiệp ở nhà. Nào tiền ăn thì không nói, nhưng tiền nhà tiền cửa phải trả điện điều hàng tháng. Vậy mà công việc không có thì lấy tiền đâu ra mà trả chi trả, chứ nói gì đến chuyện mua ô tô. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì cái ô tô là giá nó rất rẻ, nếu các bạn có đủ điều kiện thì nên mua một con vào lúc này, trong khi nó giá nó vẫn còn rẻ như thế này. Nhưng thì một thời gian sau, nếu mà cơn khủng dịch bệnh nó đi qua rồi thì ô tô nó sẽ lên một con như lúc này thôi. Mình cho các bạn xem đấy, nó từ tầm 35 đến 40.000 đấy. Con nào nhưng con nó rất chi đẹp, đời 2002, 2005, nó không có mới nhưng mà cũng không cũ. Con này chạy bình dầu 1.5, 1.6, con này chạy rẻ tiết kiệm lắm đấy. Mình đang định có ý định đổi con ô tô, nhưng mà kinh phí con eo hẹp lắm, chứ được
hơn nữa là vợ con cũng sắp đẻ, vừa sắp có em bé nữa, cho nên là thôi thì tiết kiệm vậy, chịu khó đi con em này mà được, nó còn chạy tốt mà hoạt động máy móc cũng ổn, ok im ru con này. Thì hôm nay mình định quay cho các bạn xem nữa, nhiều nữa, một số cái địa điểm nữa, nhưng mà do là thời tiết mưa cho nên thôi thì mình chỉ quay như vậy thôi nhá. Bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Hy vọng là các bạn đừng có ném đá ném gạch nếu như cảm thấy là video không có cái gì thú vị, nhưng mình vẫn cứ phải làm thôi, làm để phát triển cái kênh của mình, và hy vọng một ngày nào đó kênh của mình sẽ được đến được với những người có cùng sở thích ấy, đam mê làm YouTube, thì cùng nhau hỗ trợ phát triển. Nếu cảm thấy hay, bạn hãy cho một like, ok, một đăng ký kênh để hỗ trợ mình nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt, bye bye. Thank you.
toàn ô tô siêu rẻ đấy. Con này 16 triệu này. Ờ. Năm 1999. Con các bạn thấy không, ở chỗ này ô tô siêu rẻ luôn, nó quá rẻ. Con này đẹp quá này, con Skoda Octavia 70.000 mà con này này, dáng của nó đẹp chưa, đẹp mồng luôn, là thực tế rất là giống như con Lango. Đấy, mình dần đọc qua đi xem tiếp này. Wow. Cắt sắt này. Dần đọc ra. Skoda. Đời càng cao thì nó tiền đắt hơn. Đời cắt. Con ngân này ba con này 25.000 hai này. Con đẹp không nhỉ? Wow. Ừ. Thấy chưa? Chỗ mua rộng nhỉ? Con này mà 25.000. Cái ngân này 1 50.000 Skoda. Con 1 con hay này. Con này đẹp này. Con này cũ rồi, 55.000. Con này, wow, con này 55.000 đẹp chưa? Đẹp không? Đấy, mình vừa đưa các bạn đi xem cái auto bazaar nơi mình mua con auto này. Đó, đẹp con này. Đẹp.
đời 2050. Đấy rồi. Đấy rồi. Con này mà nhìn mới này, mà 30.000, đời 2005, rẻ nhỉ, này quá đẹp luôn á, rất ghê này. Bóng lộn luôn. Thôi rồi, con này chuẩn này. Rẻ vãi chứ. Nó bị sợt một tí này. Chỗ này. Chỗ này. Sợt một tí này. Sợt một tí thôi. Con em này mà 30, tương đương với 30 triệu nó quá rẻ hả? Mấy cái giống Skoda này đắt tới 2005, đợt 65.000 thôi. Đời 2000, 60.000. 60.000 đời 2000. Không đẹp đâu. Mình mua Skoda này.